Giữa những ồn ào showbiz thời gian qua, Hồ Ngọc Hà nói câu này khiến ai cũng phải suy nghĩ. Dù không nói đích danh ai, nhưng chia sẻ của Hồ Ngọc Hà đã khiến nhiều người liên tưởng đến Chibu và dành sự chú ý đặc biệt. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã thực hiện một đoạn clip livestream lên trang cá nhân để giao lưu với người hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Ngoài những cuộc trò chuyện vui với khán giả, Hồ Ngọc Hà còn bày tỏ quan điểm về những ồn ào trong showbiz thời gian qua. Cô thẳng thắn nhận định, đã là nghệ sĩ thì luôn gặp phải những thị phi ngoài mong muốn. Do đó, thay vì lời qua tiếng lại, các nghệ sĩ nên yêu thương nhau vẫn tốt hơn. Gần đây showbiz có nhiều chuyện, mình nghĩ là sống trong showbiz thì nên yêu thương nhau. Bởi vì nghệ sĩ luôn là những người dễ bị nói, nhạy cảm nhất, nên nghệ sĩ phải yêu thương nhau, đừng để ai đó nói gì nữa, Hồ Ngọc Hà nói. Mặc dù không nói đích danh đến ồn ào, nhưng rất nhiều khán giả vẫn cho rằng Hồ Ngọc Hà đang muốn nhắc tới chuyện Chibu bị nhiều đồng nghiệp lên tiếng chê bai giọng hát thời gian qua. Do đó khán giả cũng nhận định đây rất có thể là một cách bênh vực Chibu của Hồ Ngọc Hà trước bão dư luận. Hồ Ngọc Hà là nữ ca sĩ rất hiếp khi lên tiếng về một vấn đề trong showbiz, nên rất có thể đây là động thái bênh vực Chibu của cô. Theo đó, Chibu hiện đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng lẫn giới truyền thông. Sau khi quyết định debut với vai trò ca sĩ, cô đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Vô vàn khán giả cho rằng giọng hát của Chibu quá yếu, trên phô lạc nhịp và nhiều đoạn hát như hết hơi nên không thể phù hợp làm ca sĩ. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng lên tiếng chê bai giọng hát Chibu và không ủng hộ chuyện cô làm ca sĩ. Tuy nhiên, trước mọi chỉ trích từ công chúng lẫn đồng nghiệp, Chibu vẫn cùng ekip ra mắt các sản phẩm âm nhạc cũng như dự án debut. Đặc biệt, cô còn phát hành những sản phẩm này tại Hàn Quốc với mục tiêu lấn sân sang K-pop. Hiện Chibu đã ra mắt MV thứ 3 trong dự án debut và tiếp tục khẳng định bản thân ở lĩnh vực ca hát, mặc cho dư luận liên tục lên tiếng phản đối. Harry Won bị ném đá vì dẫn chương trình vô duyên. Một bình luận viết, giọng của Harry Won thật sự, anh MC bên cạnh nói ổn bao nhiêu thì tôi cũng muốn đổi MC nữ gấp trăm lần. Tối ngày 25 tháng 11, lễ trao giải âm nhạc châu Á Mama đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi sự kiện tại sân khấu chính thức được diễn ra, các nghệ sĩ tới tham dự sẽ có màn giao lưu tại thảm đỏ do Harry Won và VJ Đất Tiên Nguyễn làm MC. Chương trình thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ và nhất cử nhất động của hai MC trên thảm đỏ cũng không khỏi bị khán giả soi. Màn dẫn dắt của Harry Won đã nhận không ít lời chê bai, ném đá từ phía các khán giả xem chương trình. Khán giả khác lại nhận xét, Harry biết tiếng Hàn thôi chứ dẫn chương trình lớn thế này thì không hợp lắm. Thiếu gì MC hay sao lại mời Harry nói chuyện nghe mệt thật, mặc đồ chẳng hợp cảnh xíu nào. Tuy đã học tiếng Việt nhiều năm và không phải lần đầu nắm giữ vai trò MC, nhưng khả năng dùng từ và diễn đạt của Harry Won được cho là vẫn chưa thành thục. Khi nhận xét về ngoại hình của Thu Minh, Harry nói, Thu Minh ăn tuổi ngược lại, làm khán giả không thể hiểu được cô đang muốn nói gì. Hay khi chiếc xe có Eric, Hòa Minzy và Đức Phúc tới khu vực thảm đỏ, Harry Won ngây thơ bình phẩm, ai đang mặc đồ lấp lánh chiếu chiếu. Harry Won nhận xét Thu Minh ăn ngược tuổi trên thảm đỏ Mama. Thông thường, những biểu cảm dễ thương và tiếng Việt đôi chút ngọng nghịu của Harry Won luôn chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, trong một chương trình lớn như sự kiện Mama, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và thành thục mà nữ ca sĩ trẻ không có được. Ngoài ra, cô còn bị các bạn trẻ than phiền vì không chịu dịch lại phần giao lưu bằng tiếng Hàn của mình với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Trên thảm đỏ, Harry Won thao thao trò chuyện cùng các thần tượng xứ Hàn mà quên bẵng mức xung quanh không ai hiểu cô đang nói gì. Đứng cạnh một VJ đầy kinh nghiệm như Đất Tinh Nguyễn, các thiếu sót của Harry Won càng lộ rõ và bị dân mạng ném đá không tiếc tay. Bên cạnh đó, vẫn có những bình luận cho rằng Harry Won là sự lựa chọn hợp lý cho vị trí MC thảm đỏ bởi cô là nghệ sĩ duy nhất tại Việt Nam thành thạo ba thứ tiếng Hàn, Anh và Việt. Màn giao lưu với các nghệ sĩ Hàn cần một người vừa giỏi ngôn ngữ, vừa am hiểu showbiz Hàn Quốc nên Harry Won là người thích hợp nhất. Lễ trao giải âm nhạc Mama có sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Quan Anh Quang, Seventeen cùng với màn biểu diễn của những nghệ sĩ đình đám trong nước như Thu Minh, Tóc Tiên và Eric. Chibu lần đầu lên tiếng về việc bị khán giả la ó phản đối hát ở Mama 2017. Chibu đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh ồn ào hát chay trên sân khấu lễ trao giải Mama 2017.
tối 25 tháng 11, lễ trao giải Mnet ASEAN Music Award 2017 MAMA 2017 tại Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trong sự háo hức của hàng ngàn người hâm mộ. Ngoài các tiết mục và dàn khách mời trong lễ trao giải lớn nhất châu Á này, một tình tiết gây ồn ào không kém, đó chính là màn hát chay của Chibu ngay trên sân khấu MAMA 2017. Theo đó, Chibu là một trong những nghệ sĩ đảm nhận vai trò công bố giải thưởng ở MAMA 2017. Khi bước lên sân khấu với Canteo, Chibu đã được nam diễn viên yêu cầu hát thử một đoạn trong ca khúc mới ra mắt. Không ngần ngại, Chibu lập tức hát chay một đoạn ca khúc Cho Ta Gần Hơn phiên bản tiếng Hàn. Tuy nhiên, bên cạnh một số người ủng hộ, không ít khán giả phía dưới lại hát to, thậm chí làm dấu thể hiện sự phản đối khi Chibu cất tiếng hát. Chibu hát chay ca khúc Cho Ta Gần Hơn bằng tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2017 theo yêu cầu của nam diễn viên Canteo. Nhiều khán giả phía dưới la ó và làm biểu tượng phản đối Chibu ngay khi cô cất tiếng hát. Những hình ảnh này lập tức được phát tán tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội và gây ồn ào không ít. Cho tới mới đây, Chibu đã có những chia sẻ chính thức về sự việc khi trả lời phỏng vấn một trang tin điện tử. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh và phớt lờ dư luận, Chibu khẳng định cô đã cư xử đúng mực trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2017. Theo phép lịch sự, mình sẽ đáp lại lời yêu cầu của họ thôi, chứ không phải là gì quá đáng, như mình tranh sân khấu hay muốn thể hiện bản thân gì cả. Và tôi thấy đó là cách cư xử đúng mực trên sân khấu. Thực ra khi mọi người xem trên TV, sẽ thấy bắt được đúng khung cảnh có một số người phản ứng như vậy thôi. Còn ở hiện trường vẫn có nhiều người ủng hộ vỗ tay, tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều nụ cười thiện cảm dành cho tôi, chứ không phải phản ứng tiêu cực ở dưới khán giả. Đối với riêng tôi, trong khoảnh khắc đó, mình đã làm đúng và không có gì hối tiếc cả, Chibu nói. Chibu khẳng định cô đã cư xử đúng mực trên sân khấu MAMA 2017 và không hề thể hiện bản thân hay tranh sân khấu của ai. Thời gian qua, Chibu tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong công chúng khi để lộ nhược điểm về giọng hát trong những lần biểu diễn trực tiếp. Clip hát live của Chibu khi biểu diễn ở một sự kiện và tham gia chương trình truyền hình cách đây không lâu sau khi bị tung lên mạng xã hội đã khiến cô nhận vô vàn ý kiến tiêu cực. Đa phần khán giả cho rằng giọng hát của Chibu còn quá trên phô, nhiều đoạn hát như hết hơi, không phù hợp để làm ca sĩ. Thậm chí nhiều ca sĩ Việt cũng lên tiếng phản đối chuyện Chibu đi hát. Nhiều người nhận định Chibu nên dành thời gian tập luyện trước khi chính thức bước chân vào con đường ca hát. Tuy nhiên, Chibu luôn giữ thái độ im lặng và mới đây, cô đã tung MV thứ 3 trong dự án debut. Sau việc động viên hot girl chuyện với Linda sau khi công bố ảnh biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, Linda đã tiết lộ nguyên nhân sự thật khiến khuôn mặt cô trở nên như vậy. Chắc hẳn đa số mọi người đều biết cái tên Linda, một hot girl chuyển giới nổi tiếng ở Sài Thành. Nổi lên như một hiện tượng mạng đầu năm 2014, Linda ngày càng gây ấn tượng bởi sự hoàn thiện bản thân và gu thời trang ổn định. Từng nổi tiếng vì hay chửi, sau này cảm thấy bản thân có nhiều lỗi lầm và sai trái. Cô nàng chuyển giới Linda ngày càng thay đổi tính cách và nhận được nhiều hơn tín hiệu tốt từ mọi người. Thế nhưng vào ngày 21 tháng 11, dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của cô khiến những người quen biết bất ngờ. Cô viết, tôi hỏi các bạn nhé, trên đời này liệu có ai mà không có lúc gặp nạn hay tránh khỏi bệnh tật hay không? Vậy mà có nhiều người ác ôn lắm. Từ ngày tôi gặp nạn đến giờ có rất nhiều người nhẫn tâm vào comment, inbox, rủa xả này nọ tôi và cười cợt tôi các kiểu. Mọi thứ khiến tôi dường như suy sụp, nhưng không chập tắt được ý chí để vượt qua khó khăn lúc này đâu. Thay vì tiểu nhân ác mồm như vậy, thì coi như các bạn đang lãnh nghiệp giúp tôi. Nên nhớ rằng ở đời này, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu. Dù không ai muốn như vậy, nhưng đến lúc gặp họa thì khỏi mong mà chạy trốn nó. Tôi sợ thì tôi đã không up lên đâu. Nếu các bạn biết cảm thông và cảm nhận được, thì hãy xem bức hình này của tôi để ngẫm nhé. Ngày hôm nay tôi tàn nhưng không phế. Phải trải qua rồi mới hiểu được như thế nào. Ngàn lời cảm ơn và ghi khắc đến những bạn nào đang hài lòng với nghịch cảnh của tôi hiện tại. Trời vẫn còn cho tôi cơ hội, đó là ngày mai, đúng là nghiệp chướng. Sự việc chưa dừng lại ở đó, cách đây một tiếng trên trang cá nhân của hot girl Linda đã đăng tải dòng trạng thái kèm theo những hình ảnh mới nhất về khuôn mặt bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ. Nội dung của dòng trạng thái như sau. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi thì mình chẳng quan trọng gì đến sĩ diện và sắc đẹp nữa, nên thôi cứ chấp nhận và đối đầu với nó, xem như một bài học để đời.
Đây là tình trạng hiện giờ là mặt mình đã bị biến dạng hơn 70%. Sau khi nạo silicone ra khỏi mặt, nay cũng đã hơn một tháng, tình trạng không hề cải thiện mà ngày càng thấy mặt mình méo mó biến dạng hơn và tệ đi trông thấy. Hơn ai hết, gia đình mình và mẹ mình đều rất đau đớn cho mình và rất tuyệt vọng cho tình hình của mình bây giờ, nhưng đã hết cách vì đã liên hệ tất cả các bệnh viện và bác sĩ giỏi ở Việt Nam nhưng không ai dám nhận trường hợp của mình cả. Vì nó đã quá nặng và bên trong vết thương vẫn chưa lành, cứ ứ dịch sinh phù mỗi ngày dù đã tiêm và uống không biết bao nhiêu là thuốc thang. Thân mình chỉ có một mình lại thấp cổ bé họng, mình bây giờ không oán trách ai cả, chỉ biết chấp nhận và đối đầu, tinh thần suy sụp, sống trong bóng tối của những ngày còn lại sau này thôi, ai cười chê hay mỉa mai mặc kệ, còn ai đã làm cho gương mặt mình biến dạng như bây giờ, thì nhìn bức hình này sẽ theo họ đến cuối đời, tự lương tâm họ biết. Chứ mình bây giờ không muốn oán trách hay hận thù ai nữa. Những lúc như thế này mình mới nghiệm được giá trị của cuộc sống, chẳng ai có thể chạy trốn được kiếp nạn và phải can đảm đối diện và chấp nhận mọi việc xảy ra với bản thân mình. Dù những ngày qua đã có không ít người đã share trường hợp của mình bây giờ để cười cợt mình, vẫn không thể để tâm và vẫn không ngại tiếp tục úp tiếp tình trạng bây giờ của mình không ổn đâu. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu mến và quan tâm nhắn tin an ủi mình. Đến nay đã thực sự không còn cách cứu chữa nữa rồi, chỉ mong bình yên sẽ đến với mình về những ngày sau còn lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Dòng trạng thái này nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng, chỉ trong vòng một tiếng đã nhận được 72.000 lượt like và hơn 15.000 lượt share và vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mới đây trên Facebook cá nhân của Linda đã cập nhật thêm một trạng thái mới, tiết lộ thêm nhiều thông tin về việc tại sao khuôn mặt của cô lại biến chứng như thế. Vài lời gửi đến những bác sĩ nào đã copy lấy hình mình, chưa liên hệ với mình mà úp bài khi chưa tìm hiểu rõ sự việc, cũng như những bạn chưa biết. Mình xin nói một lần cuối cùng, đó là do mình đi nạo lấy ra biến chứng, chứ không hề liên quan gì đến việc tiêm vào hết nhé. Việc tiêm thì mình đã tiêm vào từ rất lâu. Lúc mình mới tiêm lại gần đây là một người rất xa xôi tiêm lại cho mình, nhưng vì mình tránh để ảnh hưởng đến người khác nên mình đã không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này để gây hiểu lầm đến những người khác. Chắc chắn là không phải ai tiêm cũng bị như mình, chỉ do mình tham lam làm đẹp nên mới xảy ra chuyện đáng buồn như vậy. Lần cuối cùng chỉ xin các bạn hãy tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi phán xét chuyện của mình để tránh làm ảnh hưởng đến những người khác. Tất cả hậu quả ngày hôm nay là do mình tạo ra nên bị biến chứng như thế không liên quan gì đến việc tiêm vào nhé. Nhiều người còn nói mình dàn dựng câu like. Các bạn à, có ai khùng mà úp lên nỗi đau lớn của mình để làm trò không hả? Mình đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi, hãy để mình được yên ổn với những ngày tháng còn lại. Rất nhiều người nổi tiếng cũng vào quan tâm an ủi động viên Linda, mong cô mau chóng lành lặn. Cụ người mẫu diễn viên Trang Trường viết: "Em ơi, chị đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh này. Đã 3 tháng nay, khi em nhắn lại, em đi bệnh viện chưa biết hôm nào rảnh đi coi phim. Và đến tận hôm nay chị mới biết em bị biến chứng, có ai biết ở đâu có bác sĩ giỏi không trời." Mặc dù bản thân chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, Trung Quân tỏ ra xót xa trước biến chứng của cô nàng. Anh bày tỏ: "Khổ quá bạn ơi, cố gắng vượt qua nhé, nhìn mà xót bạn quá à." Trước đó, ngoại hình xinh xắn của cô nàng thường xuyên được bạn bè ngưỡng mộ. Hot girl chuyển giới rất tự tin về vẻ ngoài của mình, khoảnh khắc rạng rỡ của Linda trước khi di chứng.